Khi đến với Sơn La, nơi đầu tiên du khách không thể bỏ qua đó là Quảng trường Tây Bắc, một không gian sinh hoạt văn hóa cộng đồng quen thuộc của nhân dân các dân tộc Sơn La. Cứ mỗi dịp lễ Tết, nơi đây được trang trí lộng lẫy, trang hoàng để du khách đến tham quan và chụp ảnh. Du khách có thể đi bộ dưới bóng mát của những cây ban, một biểu tượng của núi rừng mùa xuân Tây Bắc, ngắm nhìn toàn cảnh rộng lớn của cả khu quảng trường, đến thăm và thắp hương tưởng niệm tại đền thờ Bác Hồ để cùng nhau tưởng nhớ, tỏ lòng thành kính với Bác. Bức thạch văn khắc lời căn dặn của Bác trong dịp người về thăm Tây Bắc được mô phỏng như 6 ngọn núi đứng sát kề nhau, biểu tượng cho tinh thần đoàn kết của đồng bào 6 tỉnh Tây Bắc. Tất cả đã tạo nên một tổng thể trang trọng, hài hòa, mang nhiều ý nghĩa, đáp ứng yêu cầu và điều kiện tổ chức các hoạt động chính trị, văn hóa lớn của khu vực Tây Bắc và tỉnh Sơn La. Nằm trên đồi Khao Cả là khu di tích quốc gia nhà tù Sơn La, cũng là một trong những điểm đến du lịch truyền thống lịch sử đặc biệt, nơi ghi dấu phong trào cách mạng, minh chứng của một thời kỳ lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc, tinh thần bất khuất của những người cộng sản kiên cường đã bị đầy ải, giam cầm bởi thực dân Pháp. Phía bên ngoài là khu bảo tàng trưng bày những hiện vật lịch sử từ những ngày đầu tiên khi có con người, những dụng cụ lao động, đồ dùng sinh hoạt của thời tiền sử. Năm 2015, di tích nhà tù Sơn La được xếp hạng di tích cấp quốc gia đặc biệt. Ở trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, Bảo tàng tỉnh Sơn La vẫn mở cửa đón khách tham quan tại các điểm di tích và công trình văn hóa do đơn vị quản lý tất cả các ngày lễ Tết. Thế thì riêng với ngày mùng 1 Tết thì Bảo tàng tỉnh mở cửa tham quan tự do tại khu di tích quốc gia đặc biệt nhà tù Sơn La. Thế còn lại các ngày lễ còn lại thì Bảo tàng tỉnh bố trí lực lượng cán bộ viên chức của đơn vị trực để phục vụ khách tham quan, bà con nhân dân đi du xuân cầu tài cầu lộc đầu năm. Đền thờ vua Lê Thái Tông là ngôi đền linh thiêng được nhiều người nhắc đến. Di tích nằm trên địa phận tổ 3 phường Triềng Lề, thành phố Sơn La. Những dịp mùng 1 ngày rằm hay đầu năm, nơi đây thu hút rất đông đảo du khách, không chỉ ở địa phương mà còn du khách ở các tỉnh. Cách đền thờ vua Lê khoảng 200m là hang thẳm Báo Ké, nơi có bài thơ Quế Lâm Ngự Chế được vua Lê Thái Tông khắc trên vòm hang vách đá vào năm 1440. Từ trên văn bia nhìn xuống, du khách có thể thấy một góc thành phố Sơn La. Di tích là minh chứng cho một thời kỳ lịch sử của vị vua hùng tài đại lược Lê Thái Tông cùng quân sĩ đi chinh phạt quân phiến loạn ở vùng biên cương phía tây của Tổ quốc, giữ bình yên cho cõi nước nhà. Đền thờ vua Lê Thái Tông và văn bia Quế Lâm Ngự Chế ngày nay đã trở thành một tổ hợp di tích lịch sử văn hóa độc đáo của thành phố Sơn La. Hàng năm thì cứ đầu xuân năm mới tôi lại lên thắp hương xin lộc các ngài, và cuối năm thì tôi lại lên tạ lễ các ngài ở trên đền để lấy một năm cho gia đình mạnh khỏe, bình an và cho toàn xã hội cũng an khang thịnh vượng. Chùa Hưng Quốc tọa lạc trên diện tích hơn 14 hectare thuộc phường Trường Sinh, thành phố Sơn La. Khuôn viên của chùa gồm 5 cửa chính ra vào, chính điện cùng các hạng mục quần thể. Đến nơi đây, du khách có thể thắp hương cầu mong bình an. Bên phải là khu khuôn viên với phong cảnh yên bình, hồ nước, vườn hoa để du khách chụp ảnh, đi bộ vãn cảnh. Xây dựng chùa Hưng Quốc là nguyện vọng chính đáng của nhân dân các dân tộc Sơn La, hiến chương của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, thể hiện sự quan tâm của nhà nước đối với đời sống tinh thần của nhân dân, tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng, sinh hoạt tôn giáo của nhân dân, đáp ứng nhu cầu của đồng bào các dân tộc trong và ngoài tỉnh hưởng thụ văn hóa Phật giáo. Nơi đây đón hàng ngàn lượt khách đến thờ tụng và du lịch mỗi năm. Khi đến đây thì mình cảm thấy nơi đây phong cảnh rất là đẹp. Đến đây mình cảm thấy rất yên bình và thanh tịnh. Hàng năm cứ đến Tết thì mình cũng đến đây thắp hương, cầu mong cho gia đình và người thân bình an. Và mình thấy nơi đây là một điểm lý tưởng để mọi người đến du xuân và tham quan. Ngoài những khu du lịch tâm linh, Sơn La là một trong những nơi khá phát triển về du lịch trải nghiệm. Những điều kiện thiên nhiên ban tặng Sơn La là điểm du lịch lý tưởng với nhiều địa danh nổi tiếng. Khu du lịch thung lũng Hoa Ban Sơn La ở tổ 13 phường Quyết Thắng, thành phố Sơn La là một trong những địa điểm du lịch trải nghiệm thú vị. Khi lên đến cổng, du khách sẽ thấy khung cảnh đơn sơ, mộc mạc,
hai bên đường được trang trí những cây hoa rực rỡ với nhiều màu sắc. Giữa không gian còn nguyên những nét đặc trưng của thiên nhiên, nhiều trò chơi quen thuộc, tưởng như gắn liền với tuổi thơ mỗi người được thiết kế sáng tạo, ý tưởng độc đáo, thu hút du khách mọi lứa tuổi, đặc biệt là giới trẻ, như bập bênh A Phủ, vòng quay Tam Đa, các loại xích đu, đu dây tắc răng, đi thăng bằng, v.v. Bên cạnh đó, du khách cũng có thể trải nghiệm các trò chơi dân gian thú vị của đồng bào dân tộc Tây Bắc. Khi em đến thung lũng Hoa Ban thì em cảm thấy phong cảnh nơi đây rất là đẹp, tuyệt vời, có rất là nhiều trò chơi dân gian và để cho chúng ta chơi và trải nghiệm. Em cảm thấy nơi đây xứng đáng được nhiều người đến thưởng thức và tham quan ạ. Không chỉ trải nghiệm những trò chơi mà khi đến đây với không gian rộng rãi, trong lành, du khách có thể chọn địa điểm, thuê đồ, tổ chức cắm trại cùng gia đình và bạn bè tại nơi đây. Bên cạnh đó, với những du khách ưa trải nghiệm khám phá, có thể lựa chọn chinh phục đỉnh núi cao. Với tất cả những điều hấp dẫn đó, thung lũng Hoa Ban Sơn La sẽ là điểm du xuân thú vị mà du khách thập phương không thể bỏ qua. Để phục vụ nhu cầu du xuân của người dân và cũng như du khách lên đến Sơn La thì là dự kiến thung lũng Hoa Ban Sơn La là sẽ mở cửa đón khách là xuyên Tết. Thì thung lũng Hoa Ban Sơn La sẽ tổ chức các trò chơi dân gian và đặc biệt là những các trò chơi truyền thống như là ném còn, múa sạp, đánh trống chiêng, tó mã lẹ. Và ngoài ra những cái trò chơi dân tộc dân gian truyền thống thì thung lũng Hoa Ban cũng phát triển thêm các trò chơi là trải nghiệm độc đáo của Tây Bắc. Nếu muốn đi xa hơn nữa để thưởng thức phong cảnh thiên nhiên thơ mộng ngày xuân, chúng ta có thể đến huyện Bắc Yên, ngược lên đỉnh núi cao Tà Xùa. Đây là một trong những điểm săn mây đang thu hút đông đảo du khách trong nước, nước ngoài, trải nghiệm vùng đất được thiên nhiên ban tặng cảnh đẹp độc đáo và cũng là nơi còn lưu giữ nhiều nét văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc vùng cao. Nằm cách trung tâm huyện 14 km, người dân nơi đây đã phát huy thế mạnh của địa phương với khí hậu quanh năm mát mẻ, cùng cảnh sắc thiên nhiên hùng vĩ để đầu tư phát triển kinh tế theo hướng dịch vụ du lịch cộng đồng. Khi đến đây, du khách sẽ được trải nghiệm đời sống của người dân tộc trên vùng cao, cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ. Đặc biệt, ở đây đã thu hút đông đảo du khách đến săn mây, lưu lại những bức hình kỷ niệm độc đáo. Tiên thì đến với Tà Xùa phải nhắc đến nó là phong cảnh. Với cái thời tiết hiện tại thì cực kỳ tuyệt vời rồi. Với những cái đám mây, ngày hôm nay chúng em đi là biển mây rồi. Thứ hai là về văn hóa, về đồng bào trên đây. Người dân rất mến khách. Và ở trên đây có những cái nhà nghỉ, homestay rất là đẹp. Với những cái không gian rất là chill với giới trẻ chúng em. Chúng em có những bức ảnh thật tuyệt vời. Cũng nằm trong địa bàn huyện Bắc Yên, điểm du lịch đồi Pu Nhi ở xã Phiêng Ban là một điểm du lịch sinh thái trải nghiệm thu hút đông đảo du khách trong và ngoài tỉnh. Với khí hậu và phong cảnh thiên nhiên trong lành, khu du lịch đồi thông Pu Nhi Farm được thiết kế theo hướng giữ nguyên nét hoang sơ vốn có và bổ sung các dịch vụ nghỉ dưỡng đáp ứng nhu cầu khách du lịch. Trong không gian khoảng 2 hectare, du khách có nơi nghỉ chân, ngắm cảnh và thưởng thức các món ăn đặc sắc của địa phương. Đây cũng là lần đầu tiên em đến ạ. Thì cái điều đầu tiên đập vào mắt em là không gian rất là rộng. Không giống như những cái khu du lịch hoặc là resort các thứ thì những cái khung cảnh đây rất là kiểu hòa mình với thiên nhiên ạ. Có thể cảm nhận được là rất là gần gũi với con người. Và còn rất nhiều những điểm du xuân lý tưởng như thưởng ngoạn cảnh đẹp trên cao nguyên Mộc Châu, du thuyền trên lòng hồ thủy điện huyện Quỳnh Nhai, đến với văn hóa dân tộc xã Ngọc Chiến, huyện Mường La mà chúng tôi không thể kể hết được. Hòa vào dòng người đi du xuân, nhất là lúc tiết trời se se lạnh, ta mới có thể cảm nhận như đất trời giao hòa, mầm cây xanh như đang đâm chồi nảy lộc, con người dường như cũng cởi mở với nhau hơn, tíu tít chào hỏi, chúc tụng nhau. Nếu bạn còn đang băn khoăn, chưa biết đi đâu thì hãy lựa chọn điểm đến và lên lịch thôi nào.